Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ ba ngày 24 tháng 7 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Bí thư tỉnh ủy tặng quà cho các gia đình chính sách tại huyện Ân Thi. Cục thuế tỉnh nắm bắt tình hình khó khăn của doanh nghiệp. Đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Tìm giải pháp xúc tiến tiêu thụ nhãn lễ hội nhãn lồng. Xã Hàm Tử, huyện Khoai Châu, sản lượng nhãn Việt Gáp đạt 500 tấn quả. Xã chỉ đạo thu 45 tỷ đồng từ đấu giá đất. Ông Vũ Đức Phúc, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thị trấn Trần Cao, cán bộ mặt trận tiêu biểu toàn quốc. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2018, chiều nay đồng chí Đỗ Tiến sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tới thăm và tặng quà một số gia đình chính sách tại huyện Ân Thi. Cùng đi có đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm và tặng quà ông Phạm Văn Sương, 79 tuổi, thương binh mất 41% sức khỏe ở thôn Đa Lộc, xã Đa Lộc. Thăm và tặng quà bà Nguyễn Thị Hợi, 80 tuổi, ở thôn Nhân Vũ, xã Nguyễn Trãi, mẹ của liệt sĩ Phạm Đức Khoa. Thăm ông Nguyễn Đức Sứ, thương binh ở thôn Vũ Dương, xã Hồng Quang. Tại các nơi đến thăm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh mất mát của các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước. Đồng thời khẳng định Đảng và Nhà nước, chính quyền và nhân dân trong tỉnh luôn ghi nhớ những đóng góp to lớn của các gia đình người có công trong sự nghiệp giải phóng, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí mong các thương binh, bệnh binh, các gia đình người có công tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, động viên con cháu lao động học tập, thực hiện tốt các phong trào của địa phương, xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu trong thời gian tới, các cấp ủy chính quyền địa phương phải tiếp tục có những quan tâm thực hiện tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hỗ trợ và tạo điều kiện để các gia đình chính sách có cuộc sống tốt đẹp hơn. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Cục Thuế tỉnh tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp nợ thuế. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh. 6 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh hiện còn gần 260 doanh nghiệp nợ thuế từ 500 triệu đồng trở lên. Một số đơn vị có số nợ tăng cao như chi nhánh Công ty Cổ phần Ô tô TMT, Nhà máy Ô tô Cửu Long, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Long, Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Anh, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cơ khí Việt Á. Tại hội nghị, một số doanh nghiệp đã phát biểu giải trình về việc nợ đọng thuế nhiều và kéo dài như vẫn còn nhiều khó khăn thách thức, nợ thuế tăng vì tiền phạt chậm nộp do hệ thống tự động tính. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các doanh nghiệp chấp hành nghiêm nghĩa vụ nộp thuế với nhà nước, cần nỗ lực hơn nữa trong sản xuất kinh doanh để hoàn thiện nghĩa vụ nộp thuế của mình. Các doanh nghiệp cần sử dụng cán bộ có năng lực, có trình độ, am hiểu về pháp luật tài chính, thuế, kinh doanh để giúp doanh nghiệp phát triển. Với những đơn vị cố tình chây ì không nộp thuế, tỉnh sẽ ban hành chế tài áp dụng các hình thức xử lý nghiêm. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Cục Thuế tỉnh thường xuyên rà soát nợ đọng của các doanh nghiệp, tăng cường đối thoại với các doanh nghiệp một cách bình đẳng để tìm biện pháp tháo gỡ, thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để thanh tra các doanh nghiệp nợ đọng thuế, sát sao hơn nữa về thu hồi nợ thuế, hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước theo kế hoạch đã đề ra. Chiều nay, Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh yêu cầu 6 tháng cuối năm, Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng các mô hình mới, nhân rộng những mô hình hiệu quả, tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Phối hợp nâng cao chất lượng các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, thực hiện tốt quy chế giám sát, phản biện xã hội, tiếp tục chỉ đạo và tuyên truyền thực hiện kế hoạch số 93A của Ủy ban nhân dân tỉnh, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp đoàn viên hội viên tổ chức thi đua giữa các đơn vị trong khối, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Sáng ngày 24 tháng 7, huyện Mỹ Hào tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ huyện. Đồng chí Trần Quốc Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy dự buổi lễ. Đồng chí Trần Quốc Toàn và lãnh đạo huyện Mỹ Hào đã đặt vòng hoa và dâng hương tại phần mộ của các anh hùng liệt sĩ. Đến thăm và tặng quà gia đình thương binh Nguyễn Văn Điều ở xã Hương Long và thương binh Trương Văn Phán ở xã Ngọc Lâm. Trong dịp này, huyện Mỹ Hào cũng tổ chức thăm tặng quà, chăm sóc phụng dưỡng các gia đình chính sách, các ngành đoàn thể tổ chức tu sửa làm đẹp cảnh quan môi trường khu nghĩa trang liệt sĩ huyện và đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ ở các địa phương. Thực hiện đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, từ năm 2013 đến nay, toàn tỉnh đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở cho 3.396 hộ người có công, đạt 100% kế hoạch. Trong đó đã hỗ trợ xây mới nhà ở cho 848 hộ, sửa chữa nhà ở cho 2.548 hộ với tổng kinh phí là 93 tỷ 280 triệu đồng từ nguồn vốn của Trung ương hỗ trợ. Ngoài ra, tỉnh ta đã thực hiện hỗ trợ xây mới cho 150 hộ và sửa chữa nhà ở cho 120 hộ người có công với cách mạng từ Quỹ Đền ơn Đáp nghĩa các cấp trong tỉnh với số tiền là 13 tỷ 600 triệu đồng. Bên cạnh nguồn hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, nhiều địa phương còn kêu gọi các tổ chức cá nhân với tinh thần uống nước nhớ nguồn đã hỗ trợ tạo điều kiện cho mỗi gia đình chính sách có thêm kinh phí từ 10 đến 50 triệu đồng để xây mới và sửa chữa nhà ở khang trang, ổn định. Chiều nay, Ban tổ chức hội nghị xúc tiến tiêu thụ nhãn năm 2018 tổ chức hội nghị họp bàn triển khai các hoạt động của lễ hội nhãn lồng Hưng Yên năm 2018. Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức hội nghị xúc tiến tiêu thụ nhãn tỉnh Hưng Yên năm 2018 chủ trì hội nghị. Theo kế hoạch, lễ hội nhãn lồng Hưng Yên năm 2018 gồm nhiều chuỗi sự kiện như lễ hội quảng bá, giới thiệu nhãn Hưng Yên, hội nghị xúc tiến thương mại nhãn và nông sản tỉnh Hưng Yên, tuần lễ nhãn lồng Hưng Yên tại Hà Nội, phiên chợ nhãn tại khu đô thị Eco Park huyện Văn Giang. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, tỉnh đặc biệt coi trọng đến khâu quảng bá tiêu thụ sản phẩm nông sản của tỉnh để chuẩn bị cho mùa nhãn năm 2018. Ngay từ khi chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thành lập đoàn xúc tiến tiêu thụ nhãn tại thị trường Trung Quốc. Kết quả sẽ có gần 100 thương gia người Trung Quốc đến tham dự sự kiện xúc tiến tiêu thụ nhãn tỉnh Hưng Yên năm 2018 diễn ra trong 2 ngày 11 và 12 tháng 8. Để sự kiện diễn ra thành công, đồng chí yêu cầu từng thành viên ban tổ chức, lãnh đạo các huyện, thành phố, các sở ngành liên quan chuẩn bị để lễ hội diễn ra hiệu quả, thiết thực, chu đáo từ khâu chuẩn bị gian hàng, chất lượng sản phẩm cho đến công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu sản phẩm. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu lãnh đạo các địa phương phối hợp với người trồng nhãn, các hợp tác xã trồng nhãn chuẩn bị chu đáo từ tem nhãn, bao bì, chất lượng sản phẩm khi đem tham gia giới thiệu tại hội chợ trong và ngoài tỉnh, tạo ấn tượng tốt với du khách về tham gia lễ hội. Để qua lễ hội, người trồng nhãn trong tỉnh sẽ ký kết được nhiều đơn hàng tiêu thụ nhãn, giữ chữ tín chất lượng sản phẩm với đối tác tiêu thụ. Cùng với đó, các hợp tác xã, người trồng nhãn chủ động quảng bá, giới thiệu sản phẩm để kết nối đa dạng các kênh tiêu thụ nhãn khác nhau. Các địa phương chủ động quảng bá, tìm kiếm các kênh tiêu thụ tại các siêu thị, chung cư, tại các thành phố lớn. Thời điểm này, bà con trồng nhãn vùng Việt Gáp, xã Hàm Tử, huyện Khoai Châu đang tập trung chuẩn bị cho mùa thu hoạch. Dự kiến năm nay, vùng nhãn Việt Gáp sẽ cho thu 500 tấn quả ra thị trường. Ông Nguyễn Văn Thế, Giám đốc Hợp tác xã Nhãn Hàm Tử cho biết, tổng diện tích canh tác của tổ hợp tác hiện nay là 300 ha, trong đó mô hình Việt Gáp là 150 ha. Theo các hộ trồng nhãn theo tiêu chuẩn Việt Gáp, chúng tôi sẽ được 3 cái lợi. Thứ nhất là cách thức chăm sóc theo đúng khoa học kỹ thuật, giúp giảm chi phí đầu vào. Thứ hai là hạn chế được dịch bệnh trên nhãn, tăng năng suất trái. Thứ ba là trồng nhãn theo Việt Gáp, đảm bảo được chất lượng sản phẩm sạch, giúp giá trị của nhãn bán ra thị trường tăng lên. Với 8 sào nhãn được trồng theo tiêu chuẩn, gia đình bà Nguyễn Thị Đào, thôn An Cảnh, năm nay thu trên 5 tấn quả, tăng 40% so với vụ nhãn năm 2017. Bà Đào cho biết đây là hiệu quả từ việc áp dụng khoa học kỹ thuật theo phương thức mới. Nhà tôi có gần 8 sào thôi, nhưng mà khi bắt đầu là ra hoa đậu trái thì
lúc bấy giờ mình phòng trừ thuốc sâu bệnh cho nó đã đến nơi đến chốn, mà mình đánh thuốc theo chương trình Việt Gáp rồi nhưng mà mình lại còn phải đi thăm đồng liên tục này. Xong bắt đầu là xem những cái chùm nào mà mình phát hiện mà có dẹp sớm thì mình có khả năng cái dẹp đấy mình xử lý, vì nhãn nó sai thì mình xử lý, mình bẻ đi những cái chùm mình không cần thiết. Thế xong đến thời kỳ mà đi tỉa quả thì chúng tôi này tỉa quả làm sao cho chùm đều, cho đồng đều để cho sau này là nó đạt năng suất để tiêu chuẩn mình bán ra Việt, bán rồi xuất khẩu ra nước ngoài hoặc bán các thị trường trong nước thì là người ta, thị trường người ta chấp nhận được. Theo nhận định của các chủ vườn, khả năng năm nay sản lượng nhãn sẽ cao hơn so với năm trước. Với diện tích 300 ha, dự kiến vụ nhãn này, xã Hàm Tử cho thu khoảng trên 500 tấn quả. Việc mở rộng các mô hình sản xuất, chủ động liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu đặc sản nhãn lồng Hưng Yên đến người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu sang thị trường nước ngoài đang được địa phương chú trọng. Thời điểm này, các hộ dân trên địa bàn thành phố Hưng Yên đã bắt đầu xới long nhãn, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Mặc dù mới bước vào đầu vụ nhãn, nhưng các hộ dân ở xã Phương Triệu đã bắt đầu vào vụ sản xuất long nhãn từ khoảng 2 tuần trở lại đây. Do các giống nhãn Hưng Yên chưa thu hoạch rộ nên nhãn dùng để xoáy long chủ yếu được đưa từ các nơi khác về như nhãn Sơn La, nhãn rừng, nhãn Thái Lan. Theo các hộ dân ở đây cho biết, do nhãn Thái thường quả to, cùi dày nên tỷ lệ long nhãn đạt cao hơn, trung bình khoảng 8 kg nhãn tươi thu được 1 kg long nhãn. Giá bán dao động từ 120 đến 140.000 đồng một kg. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có các quyết định phê duyệt phương án bảo vệ các trọng điểm phòng chống lụt bão như cống qua đê, trạm bơm Liên Nghĩa, bảo vệ đoạn đê đã bị lún nứt sạt trượt ở huyện Văn Giang, cống mới trạm bơm Nghi Xuyên, huyện Khoai Châu và kè bối Phú Cường, thành phố Hưng Yên. Theo đó, tình huống đặt ra khi lũ ngoài sông Hồng lên báo động 2 hoặc 3, các trọng điểm xảy ra các sự cố như rò rỉ thẩm lậu, mạch đùn mạch sủi, lún nứt mặt đê, sạt trượt mặt đê, mái kè, gây ngập úng dân cư ngoài đê. Ở 4 trọng điểm trên, phương án được phê duyệt tập trung vào các giải pháp xử lý kỹ thuật theo từng tình huống đặt ra. Đồng thời, quyết định cũng phân công các thành viên của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão các trọng điểm tập trung chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc, tổ chức triển khai thực hiện phương án theo chức năng nhiệm vụ, phân công rõ trách nhiệm các cấp, các ngành, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện và các điều kiện đảm bảo thực hiện theo phương châm 4 tại chỗ. Thông tin báo cáo kịp thời mọi diễn biến bất thường xảy ra trên địa bàn, chủ động huy động mọi nguồn lực đối phó với mọi diễn biến bất thường của thời tiết, xử lý sự cố ngay từ khi mới phát sinh, đảm bảo an toàn đê điều, các công trình phòng chống lụt bão, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa bão lũ úng ngập gây ra, đảm bảo. Vừa qua, xã chỉ đạo huyện Văn Lâm đã thu ngân sách hơn 45 tỷ đồng từ đấu giá quyền sử dụng đất, góp phần tạo nguồn lực để xây dựng nông thôn mới, đồng thời giải quyết vấn đề đất ở cho nhân dân địa phương. Được tỉnh cho chủ trương đấu giá đất, xã chỉ đạo đã giải phóng mặt bằng làm khu vực giãn dân tại thôn Đông Mai và Trịnh Xá, gồm 68 suất với tổng diện tích là trên 7.600 m2. Do làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng các hạng mục như đường giao thông, hệ thống thoát nước, điện dân sinh, nên việc đấu thầu được người dân tham gia. Tháng 1 năm 2018, sau khi hoàn thành các thủ tục đấu giá, xã chỉ đạo thu ngân sách hơn 45 tỷ đồng. Trừ tiền đầu tư làm mặt bằng, khoảng 80% số tiền còn lại được đầu tư xây dựng đường giao thông, nhà văn hóa thôn xã, góp phần phấn đấu hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới trong năm 2018. Nhiệt tình tâm huyết với các phong trào ở địa phương là lời nhận xét của nhiều người dân thị trấn Trần Cao dành cho ông Vũ Đức Phúc, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thị trấn. Ông luôn đi đầu trong các phong trào, tạo sự đồng thuận và niềm tin của các tầng lớp nhân dân. Ông Phúc đã có hơn 30 năm tham gia các phong trào ở địa phương, đảm nhiệm nhiều cương vị khác nhau, trong đó có hơn 10 năm làm Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thị trấn. Là địa phương có đông đảo đồng bào Công giáo sinh sống, ông cùng các thành viên trong mặt trận luôn đi đầu tuyên truyền vận động các giáo dân sống tốt đời đẹp đạo. Ông đã đứng lên vận động thành lập các tổ tự quản về an ninh trật tự, thành lập hội đồng hòa giải để giải quyết các mâu thuẫn tại địa phương. Hưởng ứng phong trào hiến đất làm đường, ông Phúc cùng với các thành viên trong mặt trận đã vận động gần 500 hộ dân hiến đất làm đường với diện tích trên 12.000 m2. Ông đã cùng với người dân xây dựng mô hình điểm khu dân cư tự bảo vệ môi trường, nhân rộng mô hình phân loại xử lý rác thải tới 800 hộ gia đình. Ông Phúc đã nhận được nhiều bằng khen của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Vừa qua, ông là cá nhân tiêu biểu được đi dự Đại hội Toàn quốc về công tác mặt trận.
do đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều so với một số cây trồng khác, nên những năm gần đây, nhiều địa phương đã đẩy mạnh đầu tư nuôi thủy sản thâm canh. Theo thống kê toàn tỉnh, có tổng diện tích mặt nước sử dụng nuôi thả thủy sản là hơn 5,6 nghìn ha, trong đó diện tích nuôi thủy sản thâm canh đạt hơn 1,8 nghìn ha, còn lại là diện tích nuôi bán thâm canh. Do đầu tư nuôi thả các loại thủy sản cho giá trị kinh tế cao như chấm các loại, cá chép, cá rô phi, cộng với kỹ thuật thâm canh đã giúp tăng sản lượng. Trung bình một năm, các hộ nuôi thả thâm canh được thu hoạch từ 2 đến 2,5 lứa, đem lại sản lượng cá nuôi thâm canh của toàn tỉnh đạt gần 30.000 tấn, tập trung nhiều tại huyện Ân Thi, Phù Cử và thành phố Hưng Yên. Thời tiết âm u, mưa kéo dài trong nhiều ngày vừa qua là điều kiện thuận lợi để bệnh sương mai và thán thư gây hại. Do vậy, để bảo vệ năng suất nhãn, các chủ vườn cần chủ động các biện pháp phòng trừ. Theo thông báo của Chi cục Bảo vệ Thực vật tỉnh, những ngày vừa qua, thời tiết âm u kèm theo mưa lớn là điều kiện thuận lợi để bệnh sương mai thán thư tiếp tục gây hại với mật độ từ 3 đến 7% số trồng quả, chủ yếu ở những vườn trồng dày, ít ánh sáng. Thời điểm hiện tại, nhận bắt đầu cho thu hoạch. Để bảo vệ năng suất và mẫu mã, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh chỉ đạo các địa phương chủ động hướng dẫn nông dân phòng trừ đạt hiệu quả bằng các thuốc đặc hiệu theo nguyên tắc 4 đúng và đảm bảo thời gian cách ly. Nên sử dụng thuốc có nồng độ thấp và ưu tiên sử dụng nano bạc, nano đồng để thay thế cho thuốc bảo vệ thực vật ở giai đoạn quả nhãn bắt đầu bước vào thời kỳ chín để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Những ngày vừa qua, thời tiết có mưa lớn kéo dài gây ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của cây cam. Bà con cần nắm vững các kỹ thuật chăm sóc để bảo vệ bộ rễ, giúp cây nhanh chóng phục hồi. Đối với những vườn bị ngập úng, bà con cần nhanh chóng bơm tháo cạn nước, đào rãnh vụ để dẫn nước mưa thoát nhanh, giúp đất thông thoáng, tránh tình trạng cây bị thối rễ. Sau đó, người làm vườn nên cắt tỉa cành vô hiệu, trồi vượt, để hạn chế tiêu hao chất dinh dưỡng, giúp vườn cây thông thoáng, ngăn ngừa mầm bệnh phát triển. Sử dụng phân bón lá có chứa đầy đủ các dưỡng chất cần thiết, giúp cây tăng khả năng chống chịu trong thời gian bị ngập úng. Chú ý là không nên chọn những loại phân có chứa lượng đạm nhiều, sẽ kích thích ra đọt non, gây bất lợi cho cây trong thời gian này. Bà con cần bón thêm vôi vì vôi có tác dụng giải phóng các dinh dưỡng bị keo đất giữ chặt, hóa giải các độc tố, cung cấp canxi làm cho quả thơm ngon hơn. Thời gian sau khi thu hoạch lúa vụ xuân đến gieo cấy lúa vụ mùa ngắn, kết hợp với thời tiết nắng nóng xen kẽ có mưa rào dài là điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh phát sinh và gây hại, nhất là bệnh vàng lá nghẹt rễ sinh lý đầu vụ. Để chủ động phòng trừ tốt, bà con cần chú ý. Hiện tại, bệnh nghẹt rễ đang tiếp tục gây hại trên một số ruộng cấy trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Ruộng bị ngộ độc hữu cơ, tỷ lệ hại nơi cao từ 1 đến 3% số rảnh. Khi bệnh mới phát sinh thì lá lúa vàng, đỉnh lá đỏ khô, bộ rễ bị thối đen hoặc rễ mới không phát sinh. Nguyên nhân là do không bón hoặc bón ít phân hữu cơ, bón phân không cân đối. Thì tôi đã sử dụng cái DEA 80. Tôi thấy cái DEA 80 này nó có hiệu quả, là còn làm cứng cây và làm cho bộ rễ phát triển nhanh mạnh hơn. Phục hồi nó rất tốt, cái nó cứng cáp. Để nhánh thì cũng rất là đảm bảo. Theo mọi cứ thuốc kích thích khác thì tôi cảm thấy cái DEA 80 là có thể mạnh mẽ và đẹp hơn. Bên cạnh biện pháp trên, bà con cần tuân thủ thời vụ gieo cấy theo chỉ đạo của cơ quan chuyên môn, đặc biệt làm đất kỹ, sạch cỏ dại, phân hủy hết gốc rạ. Chế phẩm Giromix là cái chế phẩm được nhập khẩu từ Mỹ, là một cái chế phẩm nó sẽ bổ sung các cái chủng nấm có lợi, nó sẽ làm tái tạo cái bộ rễ của cây lúa khi bị tổn thương. Thứ hai là nó có hai cái chủng nấm mà nó phân giải lân, khó tiêu thành dễ tiêu và giúp cho cái cây lúa nó có thể hấp thụ một cách nó nhanh chóng hơn và giúp cây lúa nó phục hồi một cách nó nhanh chóng. Bên cạnh cái vấn đề mà bón phối bột, bên cạnh cái việc mà bà con sử dụng chế phẩm mà phân bón cải tạo đất cái Giromix thì bà con chúng ta có thể bổ sung thêm cái việc mà sử dụng cái phân bón lá hữu cơ để phun như là cái DS80 là một cái sản phẩm cũng của Canada. Thì cái DS80 là một cái chế phẩm khi phun vào trong cây trồng thì sẽ giúp cho cây trồng là nó bổ sung dinh dưỡng. Thứ hai là nó tăng cường cái việc mà kích thích ra rễ, cộng thêm nên là nó sẽ giúp cho cây lúa nó sinh trưởng và phát triển một cách nó bền hơn, đẻ nhánh mạnh hơn, tập trung hơn và sau này nó sẽ gia tăng được các cái chồi hữu hiệu. Thưa quý vị và các bạn,
Trong chương trình thời sự tối mai của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, ngoài các tin tức thời sự diễn ra trong ngày, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Mô hình trồng thanh long ruột đỏ đem lại hiệu quả kinh tế cao. Nhiều xã của huyện Phù Cừ không thu được tiền đất dôi dư. Phụ nữ xã An Vĩ làm tốt công tác phân loại xử lý rác tại hộ gia đình. Kính mời quý vị và các bạn chú đón xem.